À, chào em tên gì? Dạ em tên là Nguyễn Ngọc Trâm ạ. Trâm năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi. 26 là cũng vừa tuổi lấy chồng rồi đó nha, chứ để nữa là hơi mệt rồi đó. Dạ. À, Trâm hiện giờ đang công tác ở đâu? Dạ em là nhân viên kế toán ạ. À, rồi. Trâm 26 tuổi làm kế toán. Thử xem chàng trai chúng ta đang làm gì nha. Xin mời chàng trai xuất hiện. Gì vậy? Gì mà vỗ tay dữ vậy? Mời ngồi. Chà, fan hâm mộ nhiều quá. À, chào anh. Chào anh Tường Linh. Anh tên là gì? Dạ em tên là Nhật, em 30 tuổi, em là giáo viên dạy toán. À, giáo viên dạy toán, 30 dạ. tuổi. Dạ. 30 tuổi thì đúng ra ta có người yêu rồi chứ. Dạ, cái này thì cũng có nhiều nguyên nhân đó anh. Tại vì ngày xưa thì em học trường mà sao toàn con gái không à. Nhưng mà lúc đó thì em lại nói chuyện hơi vô duyên, em nổ không có đúng lúc á, thành ra là không có cô nữ á. Giờ còn nổ không? Dạ giờ thì em vẫn nổ nhưng mà đúng lúc. Dạ cái đến khi mà đi ra làm thì em vừa được tiếp xúc với con trai và cũng vừa tiếp xúc con gái, nhưng mà toàn tự tin không dưới 18 tuổi, không thành ra không có yêu được. Vậy chứ bạn muốn yêu tuổi mấy, khoảng mấy? Dạ lúc đầu thì em dự định mình cũng khoảng từ 20 đến 30, nhưng mà em nghĩ em cũng đã lớn tuổi rồi, tại vì là gia đình thì cũng hối thúc rất là nhiều rồi, thành ra là em chỉ từ 25 cho đến 30 luôn. 25 bên kia 26. Dạ rồi, đúng tuổi luôn rồi. Nãy giờ em nghe bạn trai bên kia giới thiệu đó là có cái tuổi thơ đó là hơi nổ, rồi bây giờ thì chị có cảm giác có vẻ cũng vẫn cái nổ vẫn còn dư âm. Em nghĩ sao, em có cảm nhận như thế nào với người bạn bên kia cái rèm? Dạ thì em không biết anh đó như thế nào, nhưng mà em thấy giọng nói thì có vẻ cũng không đến nỗi trẻ con lắm. Đó là giọng nói. Dạ à. Hay cảm nhận của em rồi. Về giọng nói trước. Nói chung là có điểm tốt đó, nên cảm nhận là cũng không đến nỗi nào. Bên đó cảm nhận bên này như thế nào đây? Xin lỗi bên đó nha. Đây là thầy giáo đàng hoàng nha. Ờ tôi có muốn nói là tuổi thơ là nổ rồi, bây giờ không có nổ. Vậy bây giờ thầy dạy cấp mấy? Em dạy cấp 3. Cấp 3? Dạ, em dạy toán. Dạy cấp 3, học trò nhiều lắm đúng không? Dạ, em hôm nay em có mang đại gia đình của em qua. Thấy bằng rôn dũng cảm. Với lại một nhóm học sinh thân thiết nhất của em. Em rất là thân với học trò. Học sinh của thầy đâu? À, có đại gia đình đúng không? Dạ, có đại gia đình. Thì có mẹ của em, có anh trai của em, có 4 người cháu và... Trời ơi, sao có dữ vậy? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi bác chút xíu ha. Đâu, mẹ của anh đâu? À, mẹ em. Dạ, xin chào bác ạ. Dạ. Rồi bác ơi, bác biết lý do tại sao con trai bác chưa có người yêu không? Dạ, tôi nghĩ rằng là cháu nó cứ mơ hồ, cứ muốn theo danh phận, muốn học hỏi, muốn làm việc nha. Dạ giờ bác có mong muốn có dâu không? Dạ rất mong ạ. Bác theo bác thì dâu của bác là như thế nào? Dạ dâu của bác của tôi cũng bình thường thôi ạ. Cô bên kia được không? Dạ dạ quá tốt ạ. Quá tốt rồi anh. Quá tốt. Bây giờ tôi sẽ hỏi một bạn học sinh nữ. Xin mời bạn nữ, bạn cầm video đi. Bạn đánh giá thế nào về thầy của mình? À, dạ em thấy thầy em rất là đẹp trai. Thầy rất là dễ thương. Rồi, bây giờ hôm nay em thấy cái cô bên kia có được không? Dạ, em cũng thấy được. Em thấy được đúng không? Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Như vậy là học trò thấy được, mẹ thấy được rồi. Và em thấy sao? Em thì em cũng không biết, tại vì em thì ít khi nghĩ đến cái tiêu chuẩn. Tuy nhiên thì lúc đầu em cũng có hỏi ý kiến mẹ em á, thì mẹ em có nói rằng á, ai cũng được, kiếm người như tao là được lắm rồi. Thì sau đó thì em có hỏi ý kiến của chị dâu em á, thì chị dâu em cũng nói là mẹ em thì đứa trước rồi, nó không phù hợp với em đâu, thành ra là chọn người như chị đi. Cuối cùng bạn chọn người như ai? Thì sau đó thì em cũng cái người mà nói chuyện là phù hợp với em nhất á, thì em vẫn rất là thích là người thùy mị, nết na, dịu dàng, nhu mì. À, và một điều nữa em cũng rất là quan tâm, đó là cái vấn đề liên quan đến cái vị trí địa lý nữa. Vị trí địa lý là sao em? Tức là giống như là nếu hẹn hò thì cô ấy sống và làm việc cách em trong vòng bán kính khoảng 10 cây số,
Còn gia đình cô ấy á, thì trong vòng khoảng 100 đến 150 cây số. Ủa sao kỳ vậy? Rồi đủ nếu vượt qua 200-300 cây số thì ta ở. Ví dụ em ra thành phố Hồ Chí Minh ta ở đâu ngoài Khánh Hòa đi 300 mấy chục cây số gì không yêu à? Vụ này kỳ à, ta yêu nhau mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội, ông có 10 cây số ông cũng không qua là sao ông? Ta đặt cái tình huống này khó nha. Trời ơi. Rồi. Em quê em ở đâu vậy? Dạ quê em ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Ở nhà ở chỗ nào có trong 10 km không kìa? Dạ nhà em ở Bình Thạnh. Bình Thạnh được không? Dạ quá tuyệt vời ạ. Hay là phải đi đo đã. Rồi, ba mẹ em ở đâu? Dạ ba mẹ em ở đây luôn. Ở đây luôn. Rồi ta gần hết á, khỏi gần 100 m luôn, 10 hết á. Được chưa? Em có yêu cầu gì người bạn trai của mình không? Em đưa tiêu chuẩn ra lại cho chị coi. Dạ em thích người cao hơn em ạ. À. Cao hơn em. Em dạ. Cao mét mấy? Dạ em cao 1m63. Bên kia cao nhiêu? 72. Ừ được, rồi tiếp. Nhìn nữa em. Dạ em thích người nhìn có vẻ đáng tin đàng hoàng á chị. Chị thấy cũng tự tin lắm được á. Em thấy hôm nay bạn trai bên đó có gia đình rồi có học trò đi theo cổ vũ đông như vậy em có cảm nghĩ gì không? Dạ em... Người ta chịu em hết luôn rồi đó. Sao em? Dạ thật ra thì em không thích giáo viên. Em không thích giáo viên? Dạ tại vì hồi xưa học cấp 3 em bị thầy toán đì quá nên ảnh dạy toán luôn đó. Trời. Vậy dạ. Là em học dốt môn toán hay sao vậy? Dạ chứ vậy. Bây giờ em về là em đi lại thầy giáo cho anh. Ừ trả thù em. Giờ trả thù. Giờ mình trả thù. Rồi bây giờ cho hai người gặp nhau đi. Chưa mình phải coi trước quá. Cho anh. Trời ơi. Hả? Mình phải nhìn trước chứ. Nôn quá. Bây giờ tôi nhìn trước cho. Để coi cô này. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ. Trời dạ. Ơi. Nhìn mà anh sáng rỡ vậy. Sao mà dễ thương dữ vậy trời. Dạ cảm ơn anh. Đẹp à nha. Cũng cả các tường à. Bây giờ bạn nghe bạn trai bên kia bạn đánh giá thế nào? Dạ em nghĩ chắc anh nó cũng được. Cũng được đúng không? Dạ anh nghĩ là hơi bị được á. Sao nãy em nói chị em không thích thầy giáo anh. Vậy thì đó là nói cái thầy. Nói thầy cũng tốt lắm đó giờ là vậy chị. Còn không biết người này thì sao. Được lắm. Thích cao thì ảnh cao rồi đó. Thầy rồi. Giáo không thích. Dạ chào chị. Dạ chào thầy. Thầy. Dạ. Nếu mà mai mốt thầy lấy vợ về thì vợ thầy sẽ làm gì? Dạ cô ấy sẽ làm công việc tốt nhất của cô ấy. Nhưng mà lấy vợ về ở chung với mẹ không? Dạ không, em có nhà riêng. Ồ vậy hả? Được, ở nhà riêng. Hỏi vòng vòng để chị thử, chị dí dí thôi. Nhưng mà ở nhà riêng. Nói rồi, bây giờ mình cho hai rồi. Người gặp nhau đi anh Linh ơi. Rồi, xin mời màn kéo lên. Hai phút gặp nhau. Bắt đầu. Chào Trâm. Dạ, chào anh. Trâm làm việc ở đâu vậy em? Dạ công ty em ở Tân Bình anh. À Tân Bình. À, em cảm nhận thế nào về anh? Dạ nói chung là chắc anh cũng giống như em tưởng tượng. Tại thường thường thầy giáo thì thường thường là thường thường nhìn giống anh. Dạ. Chính xác. Em có đặt ra cái tiêu chuẩn như thế nào đối với người đàn ông tương lai của mình không? Dạ em thì cũng không có tiêu chuẩn gì nhiều đâu. Tại vì em nghĩ là có một số cái phù hợp trong tính cách á thì sẽ dẫn đến sự tương quan trong suy nghĩ, thì từ đó sẽ có điểm tương đồng. Anh thì anh không có tiêu chuẩn như lúc đầu thì anh chỉ nghĩ là đến tham gia chương trình là quá tuyệt vời rồi. Từng này tuổi rồi thành ra là miễn là con gái được rồi. Nhưng mà được gặp em thì quá tuyệt vời. Dạ cảm ơn. Chứ mà nghĩ mà người ngồi kia không phải con gái hả? Hết thời gian. Thôi không nhìn nữa. Đi về được rồi. Bây giờ ta đặt tay vào nút đi. Học trò của thầy đâu? Theo các bạn thì thầy có đồng ý không? Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Cô bên kia có đồng ý không? Đồng ý. Áp lực quá, áp lực quá. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. Hết sức bình tĩnh, không gì người ta la hét mà mình suy nghĩ. Nha, đếm nha, bình tĩnh nha. 1 2 Bấm đi. Mạnh vào. Chờ gì mà không cho thầy giáo nắm tay. Ta làm gì các bạn? Nắm tay. Hãy nắm tay nhau. Chắc nắm tay. Nắm đi.
bạn cảm nhận thế nào cái nắm tay này? Thấy mẹ rất là rạng rỡ kìa, mẹ rất là hạnh phúc rồi đó. Đấy. Cố lên, mẹ cố lên. Rồi chúng ta cho tràng pháo tay để chúc mừng cặp đôi thứ hai.